Xe Honda Dream biển số 00000 được rao bán 150 triệu gây nghi ngờ. Sau khi nhìn biển số và giấy đăng ký nêu trên, nhiều thành viên diễn đàn đã cho rằng biển số và giấy tờ nêu trên là giả. Nhưng người khác lại bảo hoàn toàn có thể là biển thật do bóc được theo cách ngẫu nhiên ở cơ quan đăng ký biển số. Chiếc Dream có biển số 5 số 0 đang làm nhiều người khó hiểu. Có thành viên trên trang diễn đàn hai bánh.vn cho rằng hồi cuối năm 2010 đã mua cho bạn gái chiếc Mazda ra biển 5 số. Hồi ấy nghe nói bắt đầu là 00001, không có chuyện là 5 số 0. Vậy mà thật ngạc nhiên khi xuất hiện chiếc Dream có biển số lạ nêu trên. Chiếc Dream biển số 5 số 0 đang làm nhiều người khó hiểu. RL Golin, Hell SH, dàn ốc tạo màu điểm nhấn cho xe. Có lẽ không món đồ chơi nào trên xe chắc bằng biển số kiểm soát với dàn số 00000. Các bạn chưa tin thì tham khảo giấy đăng ký cho người bán post lên mạng nhé. Xe đang được rao bán 150 triệu bằng số tiền gần mua được chiếc Yamaha R3 KTM RC390 hoặc mua được Kawasaki Z300. Sau khi nhìn biển số và giấy đăng ký nêu trên, nhiều thành viên diễn đàn đã cho rằng biển số và giấy tờ nêu trên là giả, nhưng người khác lại bảo hoàn toàn có thể là biển số thật do bóc được theo cách ngẫu nhiên ở cơ quan đăng ký biển số. Mặt khác, có thành viên lại khẳng định xe này, xe Dream Trung Quốc có nguồn gốc của chủ Bình Phước và được bán với giá 30 triệu lâu rồi. Giờ về tay chủ Nam Định và rao bán với giá 150 triệu. Năm mẫu xe giảm giá sâu nhất tại Việt Nam năm 2017. Top 5 mẫu xe giảm giá mạnh năm nay có nhiều sự thay đổi, bao gồm cả những cái tên quen thuộc và những cái tên mới được thêm vào. 1. Honda Winner 150 năm 2017. Winner luôn có mặt trong danh sách các mẫu xe giảm giá mạnh nhất. Mẫu xe có giá bán thực tế trên thị trường khoảng 53 triệu đồng, cao hơn nhiều so với mức giá đề xuất là 45,5 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay mức giá của Winner chỉ còn 38,5 triệu đồng. 2. Yamaha TFX 150. Vị trí thứ hai trong danh sách này thuộc về TFX 150, mẫu xe có kiểu dáng lạ mắt, hợp thời trang trẻ trung. Năm 2016, sau khi được đội giá lên 3 triệu đồng, thì trong năm 2017, TFX 150 được bán với mức giá 79 triệu đồng, thấp hơn đề xuất 3,9 triệu đồng. Và nửa đầu năm 2017, doanh số TFX 150 đạt gần 1.200 xe. Đây là một con số không quá tệ so với một mẫu xe Tay Côn với mức giá trên trung bình. 3. Yamaha NVS 155, mẫu xe tay ga cá tính này là một trong những lựa chọn phổ thông tại thị trường Việt Nam hiện nay. Cả 3 phiên bản NVS 155 hiện nay đều đang được điều chỉnh mức giá bán, giá thấp nhất là 43,5 triệu đồng. Đây là mức giá thấp nhất của mẫu xe này kể từ khi ra mắt. NVS đã bán được gần 23.000 xe và trong đó hơn 17.000 xe là NVS 155. 4. Yamaha Exciter 150. Có lẽ đây là nhân vật bất ngờ nhất trong danh sách này. So với các mẫu xe khác trong danh sách thì Exciter có sự giảm nhẹ hơn. Phiên bản RC giảm 500.000 đồng xuống còn 45,5 triệu đồng và chỉ cao hơn đề xuất 500.000 đồng. Trong khi hai phiên bản còn lại là Exciter 150 đen nhám và Exciter 150 EGB có giá bán là 51 và 46 triệu đồng. Ông vua Tay Côn tại Việt Nam này có doanh số hơn 132.000 chiếc trong nửa đầu năm 2017. 5. Honda BCX. Mẫu xe táo bạo này của Honda đã tạo ra một cơn sốt khi ra mắt vào đầu năm 2010. Tuy nhiên đến nay, mẫu xe cánh chọn người lái này lại không thu hút khách hàng. BCX là mẫu xe duy nhất của Honda mà có mức giá thấp hơn giá đề xuất là 1,6 triệu đồng. Số tiền phải bỏ ra để sở hữu BCX phiên bản tiêu chuẩn là 50,4 triệu đồng và phiên bản cao cấp là 53,9 triệu đồng. Trong nửa đầu năm 2017, số liệu của Honda cho thấy đã có khoảng 6.000 chiếc BCX được bán ra thị trường. Dream 2 15 năm chùm mền chưa từng đổ xăng rao bán giá 600 triệu đồng.
Trên các website bán hàng trực tuyến, nhiều chiếc xe Honda Dream 2 hàng hiếm, rất ít sử dụng, được rao bán giá từ 80 đến 150 triệu đồng. Nhiều người cho rằng mức giá này là quá cao, tuy nhiên mới đây xuất hiện một trường hợp rao bán Dream 2 giá lên đến 600 triệu đồng. Cụ thể, trên trang cá nhân Facebook của một chủ nhân chiếc xe Dream 2 đăng thông tin kèm theo hình ảnh rao bán chiếc xe thân yêu của mình với giá 600 triệu đồng, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nội dung chia sẻ, bán xe Dream Thái đời 2002, đầu 51, chưa đổ xăng, còn mới 100%, qua 15 năm chùm mền, hàng hoàn toàn tuyệt chủng, giá 600 triệu đồng, không có gì là không thể xảy ra. Sau khi bài viết đăng tải đã nhận được không ít bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng, có nhiều người cho rằng chủ nhân bài viết là một chủ cửa hàng sửa chữa xe, đây là độc chiêu để nhiều người biết quán của mình hơn. Trường hợp rao bán chiếc xe Dream này cũng không phải là lần đầu, cách đây một thời gian anh Lưu Chính Trung ở Biên Hòa, Đồng Nai đã rao bán chiếc xe Honda Dream 2 đời 2000 với giá 155 triệu đồng. Choáng với Honda SH biển 609 cất trong tủ kính tại Việt Nam. Chiếc Honda SH màu trắng với biển số thuộc hàng độc được trưng trong tủ kính khiến ai cũng phải thèm thuồng. Theo dân săn ảnh, xe độc lạ tiết lộ, đây là một chiếc xe SH được trưng bày trong tủ kính của một gia đình tại Việt Nam. Nhưng điểm đặc biệt ở chỗ, xe được đặt trong một tủ kính bằng khung gỗ với những tấm kính trong suốt, rộng đủ để người tham quan ngắm nhìn một cách chi tiết chiếc xe. Qua hình ảnh cho thấy, chiếc xe có biển số cực đẹp với một số 5 và 6 con số 9. Đây là loại biển số mới, thân hình xe nhìn vẫn rất bóng bẩy. Điều đáng nói ở chỗ, qua thông số trên động cơ cho thấy đây là Honda SH hàng nhập từ Ý, xịn chứ không phải là hàng chợ. Cụ thể đó là loại mã động cơ KF08E. Thông số này cũng tiết lộ đây là loại động cơ vẫn đang được Honda sử dụng trên mẫu xe SH150i. Honda SH150i là mẫu xe tay ga đạt được thành công khá ở thị trường Việt Nam và có doanh số rất cao. Dòng xe SH150i bắt đầu nhập về Việt Nam từ cuối năm 2008 và trở thành phương tiện thể hiện đẳng cấp của dân nhà giàu Việt Nam. Down the awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. But how do I put this right? Don't overcomplicate, just say hi or whatever it takes to break the ice. Do you have a roadmap?
not that I can try, 'cause I think I just got lost in your eyes.